giây, sinh tử của du khách rơi xuống khe đá khi leo ra mỏm đá tử thần chụp ảnh. Tối ngày 12 tháng 1, anh Mai Thế Hải ở Sông Mã, Sơn La, du khách bị trượt chân rơi xuống khe đá khi leo lên mỏm đá tử thần ở xã Bãi Lũng, Mèo Vạc, Hà Giang. Chụp ảnh cho biết, hiện tại anh đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Bạ, Hà Giang, sức khỏe đã ổn định hơn nhưng cơ thể vẫn còn rất đau. Tôi bị đa chấn xương, xương chậu bị vỡ, đùi rất dài khoảng 20cm và sâu, tay chân không thể cử động được. Hiện tại, vết thương vẫn đang chảy dịch nên phải mất khá lâu để hồi phục, anh Hải nói. Theo anh Hải, trưa ngày 10 tháng 1, anh cùng một người bạn có chuyến du lịch ngắm băng tuyết trên Cao Bằng. Trên đường trở về, hai người đã quyết định ghé qua Hà Giang, lên mỏm đá tử thần ở Mèo Vạc chụp ảnh. Khi anh Hải ra ngoài mỏm đá đứng, không khí lạnh và loãng khiến tay chân anh bị tê cứng. Lúc anh nhìn xa thì bị choáng và trượt chân rơi xuống dưới vách đá. Lúc bị rơi xuống vách đá và lăn, tôi vẫn biết nhưng tốc độ quá nhanh nên bị mất hết cảm giác. Khi rơi khoảng 25m thì tôi tỉnh và kịp bám được vào cành cây. Lúc này, khắp người tôi bị thương và mất nhiều máu nên tôi choáng. Sau 15 phút, người bạn đi cùng tôi gọi chính quyền và lực lượng cứu hộ đã xuống cứu tôi lên. Anh Hải sợ hãi kể lại giây phút thoát chết. Theo anh Hải, nếu anh không bám được vào cành cây, có lẽ anh đã rơi thêm 50m nữa và lúc đó sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Anh Hải cho biết, nếu có lần sau, nhất định anh sẽ không dám leo lên mỏm đá thần này, chụp ảnh nữa, bởi anh nghĩ tính mạng con người là rất quan trọng. Cảm ơn quý vị đã theo dõi những thông tin trên. Còn bây giờ, Thanh Thanh xin chào và hẹn gặp lại.